chào các bạn. Hôm nay là tối thứ sáu cuối tuần. Gia đình mình, Bam Bi với bà xã của mình. Và bạn Mỹ Xuân cùng với bạn Toản là người cầm máy. Và hôm nay cũng rất là ngẫu nhiên là cũng là ngay cái ngày sinh nhật của bạn Toản. Nên tụi mình có cái buổi thứ sáu rất là ấm cúng. Và bây giờ là tụi mình đang ở tại một cái quán ăn rất là đặc biệt. Đó là gọi là quán cua đất mũi. Quán này nó nằm ở trên đường Đặng Đạo, quận 1. Và bây giờ mình giới thiệu cho các bạn những cái món cua. Thì cái món cua thì bây giờ nó mới có ra lò. Thì các bạn nó mới ra lò thì chưa biết nó ngon hay không, mình nhìn là thấy nó ngon rồi. Tuy nhiên là trước ở đây thì tụi mình đã thưởng thức hai món rồi. Món hào, đó là quý món hào. Tức là bây giờ là chỉ còn tan thành cái xác rồi. Món sủi, thật sự là nó rất là ngon. Cái món sủi nó có ngon không con? Ngon. Con có thích ăn món sủi không? Dạ thích. Dạ, là thích rồi hả? Dạ, con thấy món cua nó ngon không? Ngon. Con chút xíu nữa con ăn món cua liền, đúng không? Dạ. Và tối hôm nay sinh nhật thì bạn không nói gì? Coi như là tối nay sinh nhật, lần đầu tiên trong cuộc đời sinh nhật mà có sự góp mặt của thầy và gia đình thầy. Thật sự là mình rất là vui và hạnh phúc khi được nguyên cả gia đình thầy dự sinh nhật của mình trong ngày hôm nay. Bữa sinh nhật mà ăn ở cái quán cua này là lần đầu tiên ăn đúng không? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên ăn rất là ngon này, chưa ăn cua nhưng ăn cái món cây vị kia là nó rất là tuyệt vời. Bạn Xuân thì có chia sẻ gì không? Hôm nay thì là ngày cuối tuần thì mình được thư thả để mình đi thưởng thức cái món cua cùng với lại gia đình của thầy. Thì mình rất là vui. Cũng đồng thời là sinh nhật của xã mình thì mình cảm thấy là năm nay sinh nhật như vậy là rất là ý nghĩa. Tại vì mọi năm á, là sinh nhật của xã chỉ có hai đứa thật ăn với nhau thôi. Hôm nay là được đi ăn chung với gia đình thầy cho nên là mình nghĩ là đây là món quà và ý nghĩa nhất trong hai mươi mấy năm nay của xã. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy cái mình đang ngồi ở trên lầu 2. Ngồi ở trên lầu 2. Thì quán nằm trong hẻm. Số là 393 Sạc 9, phường Cầu Kho, đường Trần Đạo, quận 1. Thì ở trên lầu 2 các bạn thấy giờ là cái phòng. Bây giờ thì các bạn thấy ở hình sẽ ghi còn có bàn này, các bạn vô là kính hết lầu 1 và dưới đất kính hết. Thì nếu các bạn có dịp đi thưởng thức một cái món ngon thì có thể các bạn ghé ở cái quán cua đất mũi. Và bây giờ bắt đầu là tụi mình thưởng thức đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bam Bi có nói gì không ạ? Bam Bi có nói gì không con? Con có nói gì không ạ? Ok rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.